Dạ thưa sư, con đang ở độ tuổi 20. Sư cho con xin lời khuyên, con nên tập trung làm gì ở độ tuổi này vậy sư? Con nên tham gia các khóa tu làm việc tạo công đức để dành tiền cúng dường bố thí cho người khó khăn gặp trên đường, hay tập trung vào việc học nhiều vậy sư? Con cảm ơn sư. Xin lỗi, sư quên mở cái bảng câu hỏi. Thì khi mà chúng ta là người cư sĩ tại gia đó, thì Đức Thế Tôn có một số lời khuyên được nói ở trong Tăng Chi. Thứ nhất là chúng ta cần phải bố thí, cúng dường, hộ độ cho chư tăng, bổn phận của người cư sĩ tại gia. Cái thứ hai á, là mình cần phải giữ giới. Rồi điều tiếp nữa là ở trong Tăng Chi Bộ Kinh thì điều kiện để trở thành một người cư sĩ như hoa sen hồng, như hoa sen trắng, như ngọc lục bảo ở trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, thì vị ấy phải tin vào nghiệp và quả của nghiệp hơn là tin vào điềm lành điềm dữ. Tin vào nghiệp và quả của nghiệp hơn là tin vào chuyện bói toán. Đó. Rồi có lòng tin bền chắc nơi Tam Bảo và luôn ưu tiên phục vụ chư tăng hơn là ưu tiên ngoại đạo. Rồi quý vị còn có thể xem kinh Giáo Thọ Thích Ca La Việt, ở đó Đức Thế Tôn dạy rõ hơn người cư sĩ tại gia, ví dụ như làm sao để chọn bạn mà chơi, làm sao để tránh những nguyên nhân gây thất thoát tài sản, rồi làm sao để làm tròn bổn phận của người con đối với cha mẹ, của người trò đối với thầy, của người làm công đối với chủ, vân vân. Quý vị có thể xem ha, cái bài kinh Giáo Thọ Thích Ca La Việt Đức Thế Tôn dạy rất là rõ. Còn nếu nói ngắn gọn như sư nói đó, bổn phận của người cư sĩ là bố thí, giữ giới nha, và vun bồi các việc công đức. Còn cái chuyện là quý vị tập trung vào việc học thì học cái gì thì nó thuộc về học chánh pháp. Pháp học như thế nào thì như sư nói, học bài kinh Giáo Thọ Thích Ca La Việt và chăm chỉ nghe pháp giùm sư ha. Còn nếu như quý vị học ở đời á, thì là người cư sĩ vẫn phải đi làm, vẫn phải kiếm tiền, cho nên là quý vị vẫn đi học bình thường. Không có vấn đề gì mà chúng ta xung đột giữa chuyện đi làm và chuyện tu tập các công đức, giữa chuyện giữ giới, giữ gìn giới hạnh, và chuyện nuôi sống bản thân và gia đình. Chúng ta hoàn toàn có thể dung hòa điều đó. Còn cho đến khi nào mà quý vị cảm thấy rằng đời sống cư sĩ rất khó để giữ gìn giới hạnh, rất khó để vun bồi công đức, thì khi đó quý vị có thể suy tính đến đời sống xuất gia. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm về vấn đề này. Kính thưa Đức, kính thưa quý vị, thì sư hoàn toàn đồng ý cách trả lời Đức Hạnh Tuệ, có nghĩa là để Đức Hạnh Tuệ trả lời theo cái khía cạnh đó là nếu mà quý vị gọi là chọn, đúng hơn dùng từ chọn chọn cái đời sống của người cư sĩ, người cận sư nam cận sư nữ, và mình làm tròn cái bổn phận người cận sư nam cận sư nữ như là theo lời dạy của Thế Tôn đó, thì cái lời khuyên của Đức Hạnh Tuệ đó thì nó hoàn toàn đúng, là quý vị chọn nha, quý vị chọn nha, đó là quý vị chọn chọn là đời sống cư sĩ thì nên thực hành theo như vậy.
Còn ở đây á, thì sư xin trả lời ở một cái khía cạnh khác. Như vậy là tại vì ở đây á, tại sao sư lại đề cập khía cạnh khác? Ở đây là sư thấy quý vị nói là có việc có hỏi là con nên tham gia khóa tu. Thì có chữ tu đây. Thì nếu mà chính vì cái chữ tu đây nè, cho nên là quý vị hỏi là sư cho con lời khuyên nên tập trung nên làm gì nhiều ở độ tuổi này, thì sư chỉ khuyên quý vị là nên chọn chữ đi tu. Nhiều khi nói ra quý vị nghĩ là chắc ông này nói cho vui, cho nên cười, nói cho vui thôi này nọ kiểu là, nhưng không phải, thưa vị, không phải, không có đơn giản đâu. Tại sao sư lại nói là chọn đi tu, chọn trong đây á, là nói quý vị nó là nên làm thế kia, thấy không? Sư nghĩ là nếu mà quý vị chọn chọn đúng á, thì nên chọn đi tu cho nó khỏe thật sự gì. Bởi vì sao? Bởi vì mặc dù đời sống cư sĩ á, quý vị nếu mà làm thì tròn đúng không, đời sống cư sĩ nó vẫn tốt, phải không? Tốt. Nhưng mà nếu mà mình đi, mình hướng đến á, những cái việc mình làm như vậy nè, mình đi tu á, nó còn cao thượng hơn cái việc mà mình nói ở đây mình tham gia khóa tu hay là mình đạo làm việc nhiều công đức đó. Đó, tại vì khi mình đi tu, quý vị, mình có thời gian, cái thân tâm mình đó, không, mình mới dồn tâm huyết vô, mình nghe, mình học, mình hành pháp, nó có nhiều thời gian hơn. Tại vì người cư sĩ dù sao cũng phần sự đa đoan, vì có những cái chướng ngại, những cái ràng buộc đó, mình hành pháp nó cũng cao thượng hơn nè, nó cũng rốt ráo hơn, hướng thượng hơn. Đôi khi vị sẽ nói là nhưng mà con còn trẻ, con mới tuổi 20, thì mới 20 sư bị 20 mới là mới nên đi tu. Vị, bởi vì sao? Bởi vì quý vị biết cái trong quý vị đọc, có đọc kinh tạng, quý vị biết đó, là trong rất nhiều bài kinh mà có một bài kinh tiêu biểu mà sư rất là ấn tượng, là bài kinh nói về bài kinh mà Samithi á, ở trong Tương Ưng. Thì có một vị thiên, một vị chư thiên á, xuống hỏi vị tỳ kheo, một vị cái vị tỳ kheo là hỏi là đại loại như nội dung là gì. Nói là bạch ngài, tôi thấy ngài còn trẻ, tóc đen ánh nè, sao mà ngài á, không có sống như hiện tại đi, sống hiện tại đi, thì hiện tại là sao? Có nghĩa là ngài hãy sống như hiện tại, tức là ngài hãy hưởng thụ đi, đúng không? Thích thích ăn gì cứ ăn, thích ngon, thích mặt đẹp thế mà cứ mặt đẹp, đúng không? Thích chơi gì thì cứ chơi bời, thấy không? Cái gì đi, đó là sống như hiện tại đó. Thì nguyên nhân nói gì đó, thì cái ngài ngài mới nói lại, mới nói là ta không, ta thật sự đang sống như hiện tại nè, đúng không? Còn cái những cái đó là những cái dục đó, những cái hưởng thụ đó là nó bị chi phối bởi thời gian đó. Còn hiện tại nè, đang đắp y cà sa, cạo chọc đầu đó, sống đời sống phạm hạnh, thực hành phạm hạnh theo đề Thức Tôn, là đang sống hiện tại, đang có hạnh phúc hiện tại đó. Đó là một cái bài kinh mà sư đọc, sư rất là tâm đắc để cho quý vị hiểu. Rồi lại một bài kinh đó, nói về cái tuổi, những cái tuổi trẻ mà các vị dòng Thích Ca đi tu, những vị thánh mà tiêu biểu, thì có một cái đoạn như vậy đó, đoạn mà Đức Phật nói như vậy nè, trong chính kinh, bài kinh Trường Bộ số 618, quý vị nên đọc nha. Thì có một đoạn như nè, Đức Thế Tôn mới hỏi là gì: này các Anuruddha, tức là các trong cái nhóm ngài Anuruddha toàn là vương tôn công tử, toàn là trẻ không đó, mà trong kinh điển suy đoán chắc khoảng dao động chắc khoảng 20 đến 26 rồi, có đó rồi. Thì Đức Thế Tôn mới nói là: này anh, này các Anuruddha, trong khi các ông với tuổi trẻ tốt đẹp, trong độ tuổi thanh xuân và với tóc đen nhánh, có thể hưởng thụ các dục lạc thời các ông. Này các Anuruddha, với tuổi trẻ tốt đẹp, trong tuổi thanh xuân với tóc đen nhánh, lại xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ủa vì sao vậy? Đó, vì phải đặt câu hỏi vì sao, ở đây là còn trẻ nè, đó không? Bởi vì sao? Bởi vì Đức Tôn này mới hỏi là có phải và các ông á, với cái tư tưởng á, là ta bị sanh, bị già, bị chết, bị sầu bi, bị khổ não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối đó, tuy vậy ta mong có thể thấy chấm dứt được toàn bộ cái thân tâm này, hay là gọi là khổ quẩn này đó. Đó. Thì quan trọng nhất á, nghe này, trước khi kết thúc cái câu trả lời này, quan trọng nhất á, là quý vị chọn cái gì thôi, chọn gì ở đây là không có đúng có sai nha. Có nghĩa là sư hành tệ tệ trả lời là hoàn toàn là đúng. Nếu quý vị chọn cái người cư sĩ thì phải ra cái người cư sĩ thuần túy, giống như là Phật dạy nha, chứ đừng có cư sĩ mà đưa nạt nữa mở nha. Đó, cái đó là nó cũng không đi về đâu về đâu đó. Còn nếu quý vị mà có cái tư tưởng giống như là Đức Phật hỏi các vương tôn công tử và cô dòng Thích Ca này, đó là quý vị thấy sanh và ý thức được
sanh già chết sầu bi khổ u não áp bức bị khổ chi phối đó, và mong muốn sớm chấm dứt khổ hình tử luân hồi, thì sư chỉ khuyên là mình đi tu đi, chứ đang còn tuổi trẻ đang đi tu là thích hợp nhất đó, như vậy đó. Đó là cái điều, đó là khía cạnh của sư nếu mà bị chọn, quan trọng mình chọn nào thôi. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Sẵn thì sư cũng chia sẻ là khi mà sư xuất gia trong suốt quá trình tu tập, nhiều khi á, nhiều khi sư cũng ước là mình phải chi mà mình xuất gia 7 tuổi mình đi tu rồi thì nó hay biết mấy. Mà phải nói là nếu như mà đời sau thì nếu đời sau làm người thì chắc có lẽ sinh 7 tuổi đi tu để mình học được nhiều ha, nói thiệt. Chứ còn bây giờ mình bỏ mấy mươi năm ở ngoài đời nó lãng phí, nó không trong khi đó mấy mươi năm đó mà mình đi tu gì, nghĩ bây giờ nếu ông sư Hạnh Tuệ này mà ổng xuất gia 7 tuổi bây giờ sẽ nói thiệt là làm được nhiều chuyện lắm, học cũng học được nhiều chuyện lắm, làm cũng làm được nhiều chuyện lắm đó. Cho nên là sư đôi khi cũng cũng có cái mong mỏi vậy đó. Nhưng mà thôi thì tùy duyên thôi. Hơn nữa thì cái độ tuổi mà chín của mỗi người nó không giống nhau. Có những vị sa di 7 tuổi các vị ấy đủ chín rồi, đủ chín để đi xuất gia rồi. Nhưng mà có những vị cũng phải lớn một tí, mà như sư thì cũng phải trải qua nhiều năm trời thì lúc đó mới đủ chín chắn trong suy tư để quyết định để sống xuất gia. Nhưng mà thật sự mà nói, nếu như thì sư vẫn ước gì là mình 7 tuổi mình đi tu nó tốt hơn. Cho nên là trẻ thì đi tu nó được nhiều lợi ích lắm quý vị. Mình học được nhiều hơn rồi mình có thể mình làm cái gì nó cũng thuận tiện hết trơn. Đi vô trong rừng hành đầu đà thì cũng có sức khỏe rồi, hoằng pháp thì nó cũng có nhiều thời gian. Nói chung là đi tu sớm là tốt nhất ha.